Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Ninh Dương Lan Ngọc tự nhận già hơn sau 5 năm. Ninh Dương Lan Ngọc, nữ diễn viên trẻ đang được nhiều khán giả yêu mến. Cô gây ấn tượng với lối diễn tự nhiên trong nhiều dự án điện ảnh như Cánh Đồng Bất Tận, Tèo Em, Gái Già Lắm Chiêu, Cô Lại Vợ Bầu. Không chỉ được công chúng yêu thích qua nhiều vai diễn, Lan Ngọc còn được đánh giá cao về ngoại hình. Nhiều người hâm mộ nhận xét rằng thời gian gần đây, nhan sắc cô nàng ngày lên hương, nhận được nhiều lời khen nhưng nữ diễn viên luôn khiêm tốn. Gần đây cô còn tự nhận xét rằng bản thân đã già hơn sau 5 năm. Cụ thể trên trang cá nhân của mình, Ninh Dương Lan Ngọc đăng tải bức ảnh về ngoại hình của cô trong 5 năm qua. Trong khi cô nàng tự nhận là đã 5 năm trôi qua, giờ thì tôi đã già, thì các fan lại trầm trồ về nhan sắc của cô không đổi. Với màn tự nhận xét trên của Lan Ngọc, cộng đồng mạng đã đưa ra lời phản bác. Nhiều người hâm mộ còn cố tình trêu chọc nữ diễn viên rằng cô chỉ mới 11 tuổi nên vẫn chưa thể than vãn về tuổi tác được. Một số bình luận tiêu biểu như sau: em thấy chị có già điểm nào đâu, chị vẫn như gái 18 mà. Chị vẫn như gái 18 mà, chị đã già bao giờ? Vẫn đẹp chứ không già chị nha. 5 năm mà thấy không đổi gì luôn á chị. Như trẻ ra 5 tuổi đó chị ơi. Cư dân mạng phản bác lại nữ diễn viên. Ngay từ bước chân vào showbiz Việt, Lan Ngọc đã gây ấn tượng bởi khuôn mặt. Nhưng thời điểm đó cô cũng tự nhận là bản thân có lối ăn diện hơi xến xúa nên thường bị dìm hàng bởi trang phục. Nhưng trong 5 năm trở lại đây, nữ diễn viên luôn biết cách lựa chọn quần áo và cách trang điểm phù hợp. Vào khoảng năm 2015-2016, Ninh Dương Lan Ngọc bắt đầu lột xác rõ rệt. Cô chú trọng vào vóc dáng bản thân nhiều hơn. Để cải thiện ngoại hình, cô dành nhiều thời gian tập thể dục và học nhảy. Cũng từ đó Lan Ngọc sở hữu thân hình mảnh mai và đường cong quyến rũ. Vóc dáng và gương mặt ngày càng mặn mà, sắc sảo, nữ diễn viên bắt đầu phát huy ưu thế của bản thân khi diễn nhiều mẫu cánh đầy quyến rũ. Không chỉ thế, Lan Ngọc còn biết cách make up để tạo điểm nhấn ở khuôn mày và đôi môi, giúp cô trông rạng rỡ hơn khi cười. 5 năm gần đây tham gia nhiều vai diễn lớn nhỏ, Ngọc nữ màn ảnh hóa thân thành nhiều nhân vật với hình tượng khác nhau. Song điều đó không làm khó được nhan sắc của cô nàng. Nữ diễn viên vẫn rất thành công khi thay đổi phong cách, khi thì hoài niệm như cô ba Sài Gòn, lúc lại sexy trong Gái Già Lắm Chiêu, có khi lại trưởng thành như vai diễn trong Cô Lại Vợ Bầu. Không phải ngẫu nhiên mà khán giả gọi Lan Ngọc với danh xưng là Ngọc nữ màn ảnh. Bên cạnh diễn xuất tiến bộ trong nhiều thể loại vai, nữ diễn viên còn sở hữu gương mặt xinh xắn như Ngọc nữ. Với tính tình khiêm tốn và cầu tiến của mình, người hâm mộ hy vọng Ninh Dương Lan Ngọc sẽ ngày càng tiến xa hơn trong làng điện ảnh. Ninh Dương Lan Ngọc đau khổ vì lên cân trong thời gian nghỉ dịch. Trước khi giãn cách xã hội, Ninh Dương Lan Ngọc có lịch trình làm việc dày đặc. Cô luôn chú ý giữ cân nặng ở mức hoàn hảo và vòng eo 54cm cuốn hút. Thế nhưng đại dịch đến là lúc ngành giải trí đóng băng, việc quanh quẩn ở nhà nấu ăn và chơi với các cháu khiến cô nàng lên cân thấy rõ. Người ta thường nói xấu che tốt khoe, nhưng riêng thánh lầy Lan Ngọc thì ngược lại. Cô không ngại khoe chiếc eo thon biến mất, lớp mỡ bụng xuất hiện và cô quyết tâm loại bỏ người bạn mới. Cách đây không lâu, Ninh Dương Lan Ngọc cũng đã đăng tải một bức ảnh mới khoe nhan sắc hiện tại. Gương mặt nữ diễn viên khiến nhiều người bất ngờ vì khá mập mịn và tròn trịa. Thậm chí với cân nặng thay đổi khiến cô nàng cũng tự gọi bản thân là Ninh Tổng Mập. Là một trong những mỹ nhân có nhan sắc và vóc dáng ấn tượng, thế nhưng Ninh Dương Lan Ngọc không ngại tự làm xấu mình ở bất cứ đâu. Cô nàng rất nhiều lần khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi tự dìm bản thân bởi cằm nọng, gương mặt béo múp và thậm chí làm mập đến nứt váy áo. Thế nhưng đây cũng chính là đặc điểm để nàng Ngọc nữ chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả. Để không rơi vào tình huống tăng cân, tăng mỡ quá đà, nữ diễn viên nhanh chóng có những bài tập thể dục tại nhà để lấy lại vòng eo con kiến và sắc vóc hoàn hảo. Cô nàng nghiêm chỉnh duy trì các bữa ăn khoa học, tập luyện thể dục đều đặn. Để có thân hình quyến rũ khiến nhiều người mê mẩn không phải là chuyện dễ dàng. Ý thức về cân nặng cũng như sức khỏe, Ninh Dương Lan Ngọc chắc chắn sẽ nhanh chóng đánh bay gương mặt bánh bao và vòng eo bánh mì để tự tin xuất hiện trước ống kính ở ngay. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.